đoàn chúng ta cùng chăm một mái nhà chung còn kết trong mặt trận tổ quốc vai sát vai chung tay xây đẹp nước non mình mọi tầng lập ta chung lòng thành cao từ hào xa quê hương ta tích gì độc lập tự do việt nghĩa xã hội vượt lên phía trước một mái nhà chung đoàn kết trong mặt trận tổ quốc mai sau mai chúng ta xây đẹp nước non mình hỏi tận lập ta chung lòng thành cao từ hào xa quê hương ta tiếc gì độc lập tự do Việt nghĩa xã hội vượt lên phía trước như một niên hoa dân chào bên nhau dựng nước theo lời bác hồ cho tương lai được mạnh dân giàu xã hội công bằng và văn minh cùng chung tổ quốc mai nhà chung vẻ vang việt nghĩa xã hội vượt lên phía trước như một niên hoa dân chào bên nhau dừng nước theo lời bác hồ đi trước xây cho tương lai được mạnh dân

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc chủ động ứng phó với bão số 8 Toraji. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã giám sát các công trình dự án đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Hải Hòa. Thị xã Nghi Sơn xây dựng hướng đi bền vững cho ngành chế biến thủy sản. Sau đây là nội dung chi tiết. Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc chủ động ứng phó với bão số 8 Toraji. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường ven biển, trưởng các phòng ban đội thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thủ trưởng các ngành, ban chỉ huy quân sự, công an, đồn biên phòng Hải Hòa, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, ban chỉ huy Hải đội 2, ban quản lý cảng cá Lạch Bạng, trạm khí tượng tĩnh xa theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối ngày 11 tháng 11, bão Toraji đã đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm 2024. Hồi 4 giờ ngày 12 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15 đến 15 km một giờ. Thực hiện công điện số 37. Hồi 8 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Toraji trên Biển Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã, trường các ngành đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 15,5 đến 21,5 độ vị Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ kinh đông, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. 2. Triển khai sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 3. Thủ trưởng các ngành đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo phối hợp với các địa phương giả soát các phương án, sẵn sàng lực lượng phương tiện, nguồn lực để triển khai đảm bảo an toàn hiệu quả với diễn biến bão. 4. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão số 8, tên quốc tế Toraji. Đến các cấp chính quyền địa phương, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của bão, thường xuyên báo cáo tình hình về Ủy ban nhân dân thị xã qua phòng kinh tế, điện thoại trực ban 02378 777 868, 0985 112 550 hoặc 0396 631 486 để tổng hợp báo cáo theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường ven biển, thủ trưởng các ngành phòng ban đội Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo và triển khai nghiêm các nội dung tại công điện này. Ký thay Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ký Phạm Văn Nhiệm. Ngày 12 tháng 11, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã năm 2024 sự hội nghị có đồng chí bùi công anh phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đồng chí phạm văn nhiệm ủy viên ban thường vụ thị ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã tránh văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã các thành viên văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã lãnh đạo ủy ban nhân dân cán bộ phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới các xã bí thư tri bộ trưởng thôn trên địa bàn các xã phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí phạm văn nhiệm ủy viên ban thường vụ thị ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã tránh văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã nhấn mạnh Năm 2024, thị xã Nghi Sơn quyết tâm phân đấu về đích xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng các tiêu chí thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu cũng như xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao còn gặp nhiều khó khăn lúng túng, đặc biệt ở cấp ủy chính quyền cơ sở. Trên địa bàn thôn có nhiều khó khăn vướng mắc chưa có biện pháp xử lý hiệu quả để hội nghị tập huấn đạt hiệu quả chất lượng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị nghiêm túc, nghiên cứu tài liệu, tiếp thu lĩnh hội kiến thức, tích cực tham gia ý kiến thảo luận, nêu lên những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đề xuất cơ quan chuyên môn giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ để thực hiện hiệu quả chương trình. Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh truyền đạt các chuyên đề, các vấn đề trong xây dựng nông thôn mới thôn, bản hiện nay, thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp và chuyên đề phát triển sản phẩm ô cốp và các sản phẩm chủ lực của địa phương. Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây dựng nông thôn mới các cấp để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 11, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn do so đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã làm trường đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa về chuyên đề kết quả triển khai, thực hiện các chương trình dự án đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2024 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2024, nguồn vốn do thị xã quản lý. Tham gia đoàn giám sát, có các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy, các đồng chí trong ban kinh tế xã hội, ban pháp chế hội đồng nhân dân thị xã và lãnh đạo các phòng ban ủy ban nhân dân thị xã có liên quan. Làm việc với đoàn về phía phường Hải Hòa, có đại diện lãnh đạo đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đã giám sát việc thực hiện các quy định của văn bản hướng dẫn các chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công như tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công việc lập thẩm định phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công hàng năm việc lập thẩm định trình quyết định chủ trương đầu tư các chương trình dự án và thực hiện các chương trình dự án được bố trí trong kế hoạch đầu tư công quá trình quản lý nguồn vốn đầu tư giải ngân vốn đầu tư tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và tình hình nợ động xây dựng cơ bản lãng phí thất thoát trong đầu tư công tiến độ thực hiện việc chấp hành các quy định trong lập thẩm định phê duyệt và quản lý thực hiện các quy hoạch đánh giá quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2024. Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn phường Hải Hòa có 16 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư với tổng nguồn vốn là 169 tỷ 350 triệu đồng. Đối với nguồn vốn đầu tư công do phường Hải Hòa được giao làm chủ đầu tư giai đoạn 2021-2024 là 14 dự án trong đó có hai dự án có nguồn vốn thị xã cần đối và 12 dự án bằng nguồn ngân sách phường. Đến thời điểm hiện tại, các dự án đầu tư hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau khi thực hiện kiểm tra giám sát thực tế và nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình dự án đầu tư công, sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2024 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2024, Nguồn vốn do thị xã quản lý, các thành viên trong đoàn giám sát đã nêu lên những hạn chế trong hoàn thiện nội dung văn bản báo cáo, đánh giá từng hạng mục quy trình đầu tư công và thủ tục pháp lý có liên quan. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2024 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2024 nguồn vốn do thị xã quản lý. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa hoàn chỉnh lại báo cáo kế hoạch đầu tư công, trong đó tập trung giả soát, điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn để nhanh công tác quyết toán, giải ngân nguồn vốn đầu tư và hoàn thiện báo cáo gửi về ban giám sát thường trực, hội đồng nhân dân thị xã chậm nhất là vào ngày 15 tháng 11 năm 2024. Chiều ngày 12 tháng 11, Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị về truyền thông, nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa, các thành viên văn phòng điều phối Vệ sinh An toàn thực phẩm thị xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 31 xã phường. Tại hội nghị, các đại biểu đã được các giảng viên là chuyên viên tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền phổ biến luật an toàn thực phẩm số 55-2010 QH12, chỉ thị số 17 CTTU ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, mối nguy ô nhiễm thực phẩm và biện pháp phòng tránh – phương pháp xử trí, xử lý và khai báo khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, hướng dẫn cam kết, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thông qua hội nghị truyền thông nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm, giúp cho cán bộ, hội viên, hội nông dân, hội cựu chiến binh và hội phụ nữ các xã phường trên địa bàn thị xã nâng cao hiểu biết, kỹ năng tuyên truyền cho các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tuyên truyền cho người thân, cộng đồng hiểu rõ hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hạng mục trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Đồng Vàng tại xã Tùng Lâm có 9 hộ gia đình bị ảnh hưởng với diện tích đất bị thu hồi là 3,6 hectare. Hiện nay các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường theo quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn và các hộ sẽ được bố trí bốc thăm vị trí tái định cư tại khu tái định cư Hải Thượng tại phường Xuân Lâm. Với sự đồng thuận cao về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như thống nhất về mức hỗ trợ bồi thường và bố trí tái định cư, sáng ngày 12 tháng 11 năm 2024, hộ gia đình ông Nguyễn Đình Thành tại thôn Lương Bình đã tự nguyện tháo gỡ toàn bộ vật kiến trúc trên tổng diện tích 2.230m2 để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cho chủ đầu tư. Do hiện điều kiện các con ông bà đều đi làm ăn xa, vì vậy Ủy ban nhân dân xã Tùng Lâm đã hỗ trợ toàn bộ phương tiện, nhân lực, tháo gỡ và đảm bảo tài sản cho gia đình. Khu công nghiệp Đồng Vàng có diện tích 492 ha với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ đầu tư đồng bộ và kiểu mẫu, đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà máy có quy mô lớn, mang tính chất mỏ neo cho sự phát triển khu công nghiệp số 15 của khu kinh tế Nghi Sơn. Trong đó, hạng mục xây dựng trạm xử lý nước thải sẽ là nút thắt để đảm bảo việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khu công nghiệp Đồng Vàng. Cùng với các hoạt động đối thoại, vận động tuyên truyền, ủy ban nhân dân thị xã người sơn cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn ủy ban nhân dân xã tùng lâm phối hợp để tiếp tục giải quyết các ý kiến kiến nghị của các hộ dân trên cơ sở đảm bảo quy định pháp luật từ đó để các hộ gia đình còn lại sẽ sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công hạng mục trạm xử lý nước thải theo đúng tiến độ về thời gian Theo Nghị định 147-2024 NDCP về quản lý cung cấp sử dụng Internet và thông tin trên mạng vừa được chính phủ ban hành, các tài khoản mạng xã hội phải được xác thực số điện thoại mới được hoạt động. Nghị định 147-2024 NDCP về quản lý cung cấp sử dụng Internet và thông tin trên mạng vừa được chính phủ ban hành thay thế cho Nghị định 72-2013 và 27-2018. Có những quy định mới về trách nhiệm cho những tổ chức doanh nghiệp cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới vào Việt Nam, có sử dụng dịch vụ cho thuê lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam hoặc có tổng số lượt truy cập từ Việt Nam thường xuyên trong một tháng, số liệu thống kê trung bình trong thời gian 6 tháng liên tục từ 100.000 lượt trở lên. Theo đó tại điểm e khoản 3, điều 23 nghị định 147/2024/NDCP quy định thực hiện xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Chỉ trong trường hợp Người sử dụng xác nhận không có số điện thoại di động tại Việt Nam, tổ chức doanh nghiệp cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Trường hợp người sử dụng dịch vụ mạng xã hội sử dụng tính năng livestream với mục đích thương mại, tổ chức doanh nghiệp cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Nghị định 147 2024 NDCP nêu rõ chỉ những tài khoản đã xác thực bằng số điện thoại hoặc số định danh cá nhân mới được hoạt động, bao gồm đăng thông tin, viết bài, bình luận, livestream và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Ngoài ra các đơn vị này cũng phải lưu trữ thông tin người dùng dịch vụ từ Việt Nam khi đăng ký tài khoản, gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại tại Việt Nam hoặc số định danh cá nhân. Với những người dùng đã hoạt động, việc xác thực sẽ phải được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ khi nghị định có hiệu lực. Trường hợp người sử dụng dưới 16 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ đăng ký bằng thông tin của mình và có trách nhiệm giám sát, quản lý việc trẻ em truy cập và đăng tải thông tin. Người sử dụng có quyền quyết định cho phép hoặc không đối với việc sử dụng thông tin cho mục đích quảng cáo. Với các nội dung vi phạm pháp luật, nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm chậm nhất 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các tài khoản trang nhóm cộng đồng, kênh nội dung thường xuyên có nội dung vi phạm trong 30 ngày có 5 lần hoặc 90 ngày có 10 lần, bị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an yêu cầu gỡ bỏ, mạng xã hội sẽ phải khóa tạm thời các trang này từ 7 đến 30 ngày, không cho truy cập từ người dùng Việt Nam. Trong trường hợp tài khoản, trang nhóm, kênh bị tạm khóa 3 lần hoặc đăng tải nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, mạng xã hội sẽ phải khóa vĩnh viễn việc truy cập từ Việt Nam. Nghị định 147-2024 NDCP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2024 và trong vòng 90 ngày, kể từ thời điểm nghị định có hiệu lực, tổ chức doanh nghiệp cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới vào Việt Nam và tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong nước phải thực hiện xác thực những tài khoản đang hoạt động của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Trước đó, các nền tảng mạng xã hội – cũng đã khuyến khích người dùng khai báo và xác thực số điện thoại di động để có thể khôi phục trong trường hợp tài khoản bị mất hoặc người dùng quên mật khẩu đăng nhập. Việc xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại hoặc mã số định danh sẽ giúp ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo, phát tán tin tức giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam. Thời gian qua, thị xã Nghi Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển ngành nghề chế biến thủy sản theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường biển, phấn đấu trở thành địa phương mạnh về kinh tế biển, làm giàu tư biển. Các cơ sở chế biến thủy sản trên địa bàn thị xã đã tăng cường ứng dụng công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến trong lĩnh vực chế biến, tạo sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm an toàn có giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Ông Trịnh Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Long Hải cho biết, chúng tôi áp dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, công nghệ cũng giúp đảm bảo yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường và tác động đến môi trường. Công ty hướng tới sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng để ngoài thị trường xuất khẩu còn hướng vào thị trường nội địa để phát triển nghề sản xuất mắm truyền thống, những năm gần đây, chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện về đất đai, hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay để mở rộng quy mô sản xuất, khuyến khích thành lập các hợp tác xã liên kết chế biến thủy hải sản, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Ông Nguyễn Thế Hoàng, giám đốc hợp tác xã chế biến thủy sản Hải Bình cho biết, hiện hợp tác xã có 3 sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh, gồm nước mắm vị thanh, mắm tôm vị thanh và mắm tép vị thanh. Sản phẩm lấy từ nguồn cá khai thác tại khu vực biển Hải Bình, cảng Lạch Bạng, phường Hải Bình, ưu từ 18 đến 24 tháng để cho ra những chai nước mắm thơm ngon, đặc trưng. Ngoài ra, Hợp tác xã còn đầu tư hệ thống lọc nước mắm, loại bỏ cặn, tránh các tạp chất từ bên ngoài để đem đến tay người tiêu dùng các sản phẩm thơm ngon, an toàn, hợp vệ sinh. Trong năm qua, Hợp tác xã đã xuất bán ra thị trường 100.000 lít nước mắm, gần 30 tấn mắm tôm tép doanh thu hàng năm đạt 4 đến 5 tỷ đồng. Ông Đỗ Xuân Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Thanh cho biết, phường hiện có hơn 100 cơ sở chuyên sản xuất nước mắm và muối các loại mắm. Trong đó có 23 doanh nghiệp và hộ sản xuất lớn là thành viên hiệp hội nước mắm do xuyên ba làng. Quy trình chế biến nước mắm hoàn toàn theo phương pháp truyền thống và chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi yêu cầu các hộ kinh doanh phải làm bể lắng, bể lọc khi nước thải ra phải đảm bảo quy chuẩn để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Mỗi gia đình đều phải xây dựng sản phẩm ô cốp để mở ra cơ hội tiếp cận với nhiều thị trường tiềm năng. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 97 công ty và cơ sở chế biến thủy sản, nhiều công ty chế biến thủy sản với công suất trên 15.000 tấn nguyên liệu trên năm, như công ty cổ phần chế biến thủy sản Thanh Hoa, công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Long Hải. Các hợp tác xã, tổ hợp tác chế biến thủy sản – có 19 trên 32 sản phẩm từ chế biến hải sản đạt tiêu chuẩn ô cốp cấp tỉnh như nước mắm, mắm tôm, mắm tép. Hiệp hội chế biến nước mắm do Xuyên Bà Làng đã được chứng nhận nhãn hiệu các làng nghề chế biến hải sản được phát triển ở các phường Hải Thanh, Hải Bình, Hải Châu, Hải Hòa, Ninh Hải, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm. Nghề chế biến hải sản đã giải quyết công an việc làm cho trên 7.000 lao động với mức thu nhập từ 6.500.000 đồng đến 7.500.000 đồng trên một tháng để đạt mục tiêu phát triển ngành chế biến thủy sản theo hướng bền vững thị xã quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng các cảng cá khu neo đậu tránh chu bão cơ sở dịch vụ nghề cá đóng mới sửa chữa cải hoán tàu cá đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm nâng cấp hoàn thiện hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá hệ thống giám sát tàu cá nhật ký khai thác điện tử thông tin liên lạc trên biển sắp xếp cơ cấu nghề khai thác lao động phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn lợi thủy sản và đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương. Tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy sản. Tập trung các nguồn lực nâng cấp đội tàu khai thác vùng khơi, phát triển hình thức tổ chức sản xuất trên biển theo mô hình tổ đoàn kết trên biển, hợp tác xã, nghiệp đoàn nghề cá. Các mô hình dịch vụ hậu cần nghề cá xây dựng tổ đồng quản lý trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn Phạm Văn Nhiệm cho biết thời gian tới thị xã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân nhằm phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững chống khai thác iuu đào tạo phát triển nguồn nhân lực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tăng cường công tác quản lý nhà nước các cơ chế chính sách để thu hút phát triển ngành nghề thủy sản nâng cấp các cơ sở chế biến bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu về an toàn thực phẩm bảo vệ môi trường phát triển các cơ sở chế biến tiêu thụ nội địa như nước mắm, ngao, trà cá, đồ khô, đồ hộp tại các phường nghề cá lớn. Phần đầu đến năm 2030, mỗi xã phường ven biển có một sản phẩm thủy sản chủ lực được chứng nhận là sản phẩm ô cốp. Khuyến khích và kêu gọi đầu tư phát triển nhà máy chế biến thủy sản đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động và gắn với vùng sản xuất nguyên liệu, các cảng cá, bến cá, đẩy mạnh liên kết chế biến sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu khai thác, nuôi trồng, thu mua, chế biến đến tiêu thụ các sản phẩm thủy sản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, Đào Duy Từ, tên tự là Lộc Khê, sinh năm Nhâm Thân, 1572, tại Làng Hoa Trai, xã Văn Trai, huyện Ngọc Sơn, Phủ Tính Gia, tỉnh Thanh Hóa nay là tổ dân phố Sơn Thắng, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thuở nhỏ, ông rất thông minh, học giỏi. Năm 1625, Đào Duy Từ đã rời đất Bắc vào sinh sống và gây dựng sự nghiệp ở đất Tùng Châu, huyện Bồng Sơn, Phủ Hoài Nhơn. Nay là khu phố Ngọc Sơn Bắc, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian đầu, ông phải đi làm thuê, nhưng Đào Duy Từ rất siêng năng cần cù, vẫn cố gắng công học tập, tu luyện đức tài, danh tiếng của ông bay xa lan rộng, nức tiếng là thông kim bát cổ. Nhờ vậy, quan khám Lý Trần Đức Hòa đến mời Đào Duy Từ về dạy học, và cũng từ đây, danh tiếng của ông lừng lẫy đến phủ chúa. Ông được chúa Nguyễn Phúc Nguyên mời ra làm quan giúp chúa dựng nghiệp lớn ở Đàng Trong. Năm 1627, Đào Duy Từ được Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên trọng dụng và giao chức quan nha úy nội tán tước lộc khê hầu trong coi vượt quân cơ quốc chính. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm văn học có giá trị như Ngọa Long Cương Vãn. Chốn này thiên hạ đời dùng, ắt là cũng có Ngọa Long ra đời. Chúa hay dùng đặng tôi tài, mừng xem bốn bể dưới trời đều yên ông là người khởi xướng cho công cuộc khai khẩn mở rộng vùng đất phương nam và đặc biệt là công trình quân sự nổi tiếng lũy trường dục lũy thầy án ngữ phía bắc khôn ngoan qua cửa sông la dễ ai có cánh bay qua lũy thầy nhất là tập binh pháp hồ trướng khu cơ một chiến thuật quân sự lỗi lạc Ông vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên ngoài tài năng quân sự, Đào Duy Từ còn để lại cho hậu thế những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Ông chính là khởi tổ của môn hát tuồng, hát bài tròi, nhã nhạc cung đình thuế, đặc biệt là kiệt tác vũ khúc tuồng Sơn Hậu Đào Duy Từ mất vào ngày 17 tháng 10 âm lịch năm Giáp Tuất năm 1634, hưởng thọ 63 tuổi. Sau khi ông mất, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên phong tước hiệu Hiệp đồng mưu đức công thần Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu Thái thường tự khanh Tước lộc khê hầu Ban tên Thụy là Trung Lương Cho đưa về táng tại Tùng Châu Phủ Hoài Nhơn Nay là phường Hoài Thanh Tây Thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định Sắc lập đền thờ Và năm thứ chín đời Gia Long Tôn ông là đệ nhất công thần nhà Nguyễn đưa về Thái Miếu để thờ chung với các chúa Nguyễn. Năm Minh Mạng thứ 12, 1831, ông được truy phong khai quốc công thần, đặc tiến vinh lộc đại phu, đông các đại học sĩ, thái sư và được phong tước hoàng quốc công. Năm 1939, Đào Duy Từ được vua Bảo Đại truy phong là khai quốc công thần, đặc tiến vinh lộc đại phu, đông các đại học sĩ, thái sư, hoàng quốc công, trác vĩ thượng đảng thần truyền cho nhân dân nổi giáp đem cựu lên ga văn trai đón rước sắc về lập đền thờ đào duy từ tên quê hương mình người đời sau đánh giá đào duy từ là một nhà chính trị nhà quân sự nhà văn hóa lối lạc danh nhân kiệt xuất bậc công thần số một của triều nguyễn sự nghiệp và công trạng của ông là đặc biệt to lớn đối với dân tộc đối với thời đại ông và mãi về sau chỉ trong một thời gian ngắn ngủi tám năm ông đã kịp làm những kỳ tích phi thường, giữ vững cơ nghiệp của chú Nguyễn, mở mang bờ cõi phương Nam, đặt nền móng vững chắc cho triều Nguyễn như sửa sang chính trị, quan chế, thi cử, võ bị, thuế khóa, nội trị, ngoại giao, làm cho đằng trong phồn vinh và hùng cường. Ông là một nhà thực tiễn xuất sắc, có tầm nhìn xa trông rộng lạ thường. Ông thật xứng đáng là bậc kỳ tài muôn thuở với những di sản còn để lại mãi với non sông đất nước với những công lao to lớn của ông, nhân dân đã ca ngợi. Ngọc Uẩn Nang Sơn, Long Hồ Phục, Châu Sinh Bạng Hải, Ngạc Kình Thanh, Thiên Thu Công Đức, Hoa Trai Giáp, Vạn Cổ Anh Linh, Trác Vĩ Thần. Đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ là một di tích lịch sử văn hóa đã được nhà nước công nhận xếp hạng di tích cấp quốc gia theo quyết định số 29 QĐVH ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tháng 12 năm 2021, di tích lịch sử đền thờ Đào Duy Từ được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Thực hiện chủ trương đầu tư dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Thái sư Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ, đến nay cả hai giai đoạn của dự án đã hoàn thành với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng và dự toán gồm các hạng mục của công trình, đền thờ chính nội thất đồ thờ, nhà tả vu, hữu vu, gác chuông, gác trống, nghi môn, cổng chính, sân đường và các hạng mục phụ trợ khác. Qua đó góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích và là nơi thờ tự, nơi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa tâm linh, phát triển du lịch, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển văn hóa con người trong thời kỳ mới. Tổ chức lễ hội Đền thờ Thái sư Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ năm 2024 – đúng vào dịp kỷ niệm ba trăm chín năm ngày mất của hoàng quốc công và cũng là dịp để chúng ta quảng bá sâu rộng tới người dân trong và ngoài thị xã tăng thêm sự hiểu biết về vùng đất văn hóa và con người tính gia xưa nghi sơn nay khẳng định sức sống của di sản văn hóa lễ hội đền thờ hoàng quốc công đào duy từ trong cộng đồng đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thị xã Nghi Sơn giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch ngày 15 tháng 11 tới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn. Đây là cuộc diễn tập với quy mô lớn có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng thuộc các đơn vị khác nhau. Do vậy, ngoài việc nâng cao kỹ, chiến thuật chữa cháy và năng lực chỉ huy, điều hành phối hợp tác chiến giữa lực lượng công an với các cơ quan đơn vị liên quan, cuộc diễn tập còn là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và thị xã Nghi Sơn nói riêng. Dự kiến sáng nay, Ngày 13 tháng 11 năm 2024 sẽ tổ chức tổng duyệt và sáng ngày 15 tháng 11 năm 2024 sẽ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn năm 2024. Qua công tác nắm tình hình, dự báo có hàng trăm đại biểu tham dự trong nhà máy lọc hóa dầu và hàng trăm người dân sẽ tập trung tại khu vực bên ngoài nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, chủ yếu trên tuyến đường 53 để quan sát các lực lượng diễn tập do đó sẽ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng trên tuyến khu vực công an thị xã nghi sơn khuyên cáo người dân một số nội dung sau không tập trung đông người tại khu vực tập luyện và diễn tập để gây phức tạp về an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng trên tuyến khu vực nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự chủ động phát hiện tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật như lôi kéo kích động người dân, tuần hành hoặc tập trung đông người tại khu vực diễn tập. Đăng tải chia sẻ trên không gian mạng các bài viết có nội dung trái chiều không đúng sự thật liên quan quá trình diễn tập phương án của các lực lượng, sử dụng các thiết bị bay không người lái trên địa bàn, nhất là khu vực diễn tập phương án, tàng trữ vận chuyển, sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ khi không được phép trước và trong quá trình diễn tập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.